Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bão số 4 đổ bộ đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam bị bão cuột tả tơi. Thời điểm này tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đang có mưa to đến rất to, bão cuột tơi tả, cây cối gãy đổ hàng loạt. Quảng Nam mất điện, thành phố Tam Kỳ cây bật gốc la liệt. Ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam lúc 8 giờ ngày hôm nay, trời đã ngớt mưa, gió giảm cấp. Tuy nhiên, do mưa to gió lớn đêm qua, nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Tôn Đức Thắng, Phan Châu Trinh bị ngập. Khắp các tuyến đường nội thành, cây cối bật gốc, gãy cành nằm la liệt dưới đường. Tại ngã tư Hùng Vương, Thái Phiên, một cây trụ điện gãy làm 3 đoạn. Hầu hết các địa phương của tỉnh Quảng Nam bị mất điện. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ làm nhiều nhà dân bị tốc mái. Các tuyến đường DH đi vùng cao, đường, cầu, công vụ bị sạt lở nhẹ. Một số khu vực dân cư bị sạt lở nhẹ, huyện không có địa điểm nào bị cô lập. Lũ từ thượng nguồn đang đổ về, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và đang tiếp tục thống kê thiệt hại, ông Trung nói. Nhiều nơi ở miền núi Quảng Trị bị chia cắt. Đến 7 giờ ngày hôm nay, nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng, chia cắt. Cụ thể, tại huyện Hướng Hóa, khu vực cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn nguồn rào, xã Hướng Sơn, nước dâng cao. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại huyện Đắk Rông, hàng loạt ngầm tràn tại các xã A Ngo, Tà Rột, A Vao, Ba Nang cũng bị nước dâng cao gây chia cắt. Theo chính quyền địa phương, có nơi nước dâng ngập tràn hơn 1 mét và chảy xiết. Hệ thống lưới điện miền Trung, Tây Nguyên gặp sự cố do bão. Bão số 4 với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã làm ngã đổ cây xanh, nhà tốc mái, khiến hệ thống lưới điện tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị sự cố, làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng. Tính đến 4 giờ sáng nay, công suất phụ tải không cung cấp điện được tại các công ty điện lực là 652,2 MW, chiếm 22,1% phụ tải toàn EVN-CPC. Toàn EVN-CPC bị sự cố là mất điện 1.223.588 khách hàng, chiếm 26,5% tổng số khách hàng trong toàn EVN-CPC. Đến 6 giờ sáng nay, EVN-CPC đã khôi phục cấp điện cho 148.776 khách hàng. Do hoàn lưu bão số 4, hiện nhiều khu vực vẫn mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt, nước dâng cao nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận hiện trường khôi phục lưới điện. Các đơn vị trong EVN-CPC tập trung nhân lực vật tư thiết bị sẵn sàng để xử lý sự cố nhanh chóng cấp điện lại cho khách hàng khi bảo đảm các điều kiện an toàn điện cho nhân dân. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, cây cối đổ la liệt. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây ngập một số vùng trũng thấp. Từ đêm qua, gió mạnh quần thảo liên tục làm cây cối ngã đổ la liệt. Còn tại Đà Nẵng, cây cối ngã la liệt trên nhiều tuyến phố, nhất là các tuyến đường ven biển. Tại thành phố Huế, các huyện thị ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều cây xanh bị đổ gãy, một số nhà người dân bị tốc mái hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra thống kê thiệt hại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm người dân chú bão tập trung ở thành phố Huế. 6 giờ 35 phút, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đến thăm người dân chú bão tập trung ở điểm trường trung học cơ sở Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Tại đây, Phó Thủ tướng động viên người dân yên tâm tránh bão và dặn dò khi nào bão tan, chính quyền địa phương thông báo mới được về nhà. Sau đó, Phó Thủ tướng đến kiểm tra tại khu vực kè xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đến thăm người dân chú bão tập trung ở điểm trường trung học cơ sở Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Phó Thủ tướng động viên người dân yên tâm tránh bão. Những hình ảnh sau cơn bão số 4. Sáng nay, hình ảnh ghi nhận tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng cho thấy tiết trời đang khá quang đãng, trời ngớt mưa và gió cũng giảm dần. Một số người dân đã ra đường dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, hàng loạt tuyến đường ở Đà Nẵng cây xanh bật gốc ngã ra đường, dây điện xả xuống đất. Người đi đường phải cẩn thận nếu không sẽ vướng dây điện. Một số tấm bảng hiệu đã bị bay. Một xe container đậu trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị cây xanh ngã đè trúng. Gió mạnh kèm gió giật duy trì đến trưa nay. Trao đổi với PLO lúc 5 giờ sáng nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,
Dự báo trong ngày hôm nay dưới tác động của bão thì khu vực từ Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa đến hết ngày hôm nay khoảng 150-250mm, có nơi trên 350mm. Chúng tôi cũng cảnh báo đợt mưa lớn mới đã xuất hiện ở khu vực từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa. Ông Hưởng nói và cho hay nguyên nhân của đợt mưa này là do giải hội tụ hình thành chính từ cơn bão số 4 này kết hợp đới gió đông sau bão số 4 và không khí lạnh. Thời gian mưa kéo dài từ nay đến hết tháng. Dưới tác động của mưa sau bão, khu vực Trung Trung Bộ trở vào đến Quảng Nam, Kon Tum, khu vực từ Quảng Bình ra Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ kèm theo nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực phía Tây. Khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh kèm khả năng gió giật vẫn tiếp tục duy trì từ nay cho đến khoảng 7 giờ sáng. Kon Tum thì khả năng đến 10 giờ sáng nay vẫn có gió mạnh và gió giật khi cơn bão chuyển sang khu vực phía Nam Lào. Thiệt hại do bão số 4 gây ra tại các tỉnh miền Trung. Nhiều tỉnh ven biển miền Trung chịu thiệt hại do bão số 4 Noru gây ra, bước đầu xác định hàng loạt cây xanh, cột điện, nhà bị tốc mái. Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại ở một số địa phương. Cụ thể, tại Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to, thiệt hại do lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 phút ngày hôm qua khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường. Trong đó hai ngôi nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Chưa có báo cáo về sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Thành phố Đà Nẵng, tình hình mưa, gió thực tế, có nơi mưa to đến rất to, gió lớn. Về thiệt hại, sự cố, tốc mái 2 nhà, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu, chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Tỉnh Quảng Nam, tình hình mưa, gió thực tế có nơi mưa to, gió ở các huyện, thị xã ven biển đã đạt cấp 8, cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13, 3.997 trạm biến áp bị mất điện, chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ, chưa thống kê được số lượng cụ thể. Tỉnh Quảng Ngãi, tình hình mưa, gió thực tế có mưa vừa, gió tại thành phố Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, Ba Tơ có gió cấp 11, Lý Sơn gió giật cấp 12. Một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện. Chưa có yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tỉnh Bình Định, tình hình mưa, gió thực tế có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5, chưa có báo cáo về thiệt hại, tốc mái, cây đổ, bị thương. Mất điện tại một số khu vực, ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, bão số 4 giật cấp 13 đổ bộ, miền Trung mưa xối xả. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh thành ở Trung Trung Bộ với tâm bão là Đà Nẵng, Quảng Nam gây mưa to, gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mưa vừa và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão Noru, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ hôm nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm ở Bắc Trung Bộ và phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm ở Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình. Trong ngày và đêm nay, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Riêng thủ đô Hà Nội trong hai ngày hôm nay và ngày mai có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Liên quan đến cơn bão số 4, bão Noru, 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay,
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa to đến rất to, phía Bắc gió Tây Bắc cấp 3, 4, phía Nam sáng có gió mạnh cấp 6, tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Riêng Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 15. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc Đà Nẵng Bình Thuận sáng gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13, vùng ven biển mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 15. Phía Nam gió Tây Nam cấp 3, 4, riêng Phú Yên sáng có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 30 độ, phía Nam 30 đến 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, 4, riêng khu vực Kon Tum, Gia Lai từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.